cuốn xong rồi đó. Dạ. Cuốn. Không tiếng đi. Tóc bị cuốn hả? Được rồi, nhạc lên. Sánh này hay cái sánh tròn? Cái sánh tròn nữa không? Sánh tròn thì chị thấy tròn lắm. Thấy ra ra là tròn, tròn luôn. Cái này thì chị có thấy tạo hiểu thôi. Nó nghĩ cái kiểu mà bây giờ yên này hôm nay chị sánh ấy thì nè. Mà chị thấy khô cái nó tròn từ cuộn tròn vô á. Thì những cái đó thì nó hơi già hơn chút. Nó sẽ ra tròn còn không có thì rồi ấy cái chị quấn cặp là cua nhớ cho em hai cặp là cua đây. Nó xấu là chị sẽ cắt lại.